Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái underjob hay. Đó là cái underjob của dự án Edward kết hợp với Coin Makeup. Sẽ dành riêng 50.000 đô Edward dành tặng cho những ai tham gia anh underjob này. Thì ở đây thì chỉ có 1.000 người chiến thắng là được nhận cái underjob này. Đó, 1.000 người ngẫu nhiên nhé, chứ không phải là phân biệt top hay gì cả. Thì đầu tiên thì chúng ta đã biết là bây giờ trong khi cái mạng lưới dữ liệu đó, nó ngày càng được mở rộng và ứng dụng trên nhiều quy mô lớn, một nguồn dữ liệu khổng lồ là sẽ là điều khó kiểm soát và gây nên nhiều bất cập về cập nhật thông tin. Thì Edward này đó là nó là một giải pháp liên minh dữ liệu với định hướng phát triển thành hệ sinh thái dữ liệu. Edward cho phép người dùng sử dụng dữ liệu của mình như một loại hàng hóa để giao dịch, có nghĩa là giúp người dùng được trả tiền cho dữ liệu của họ, khuyến khích các đội ngũ, các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào giải pháp dữ liệu mới. Nói chung là Edward này nó là một giải pháp để mang lại lợi ích cho người dùng. Thay vì các bạn cung cấp thông tin một cách miễn phí thì giờ đây các bạn có thể giao dịch nguồn thông tin của mình và kiếm lời lợi nhuận á. Bên cạnh đó gia tăng tính bảo mật trong nguồn dữ liệu được cung cấp. Thì chúng ta cũng tìm hiểu qua của nó là vậy. Còn các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn á thì các bạn cứ vào cái trang web của nó tìm hiểu. Mình tìm hiểu qua thì nó cũng là dự án tốt. Đã thấy các miner investor của nó rất là nhiều. Thôi thì chúng ta bây giờ qua ăn giúp của nó đấy. Thì 50.000 đô này ạ, 50.000 này sẽ được cho 1.000 người chiến thắng ạ. Thì đầu tiên á là chúng đầu tiên này thì cái ăn giúp này nó là đã mở ngày theo tính theo giờ UTC là nó mở từ lúc 6 giờ tối này, ngày 23 tháng 11, và sẽ kết thúc vào 6 giờ tối ngày 7 tháng 12, và sẽ trả token cho những người chiến thắng của chúng ta là sẽ là ngày 30 tháng 12. Tổng số lượng underdog lần này sẽ là 150.000 EQUAC đấy, và số lượng người chiến thắng là 1.000 này. Đầu tiên á là nếu mà đầu tiên chúng ta cần làm gì để được nhận cái đồng này á. Cái đồng này bây giờ hình như đang ở trên Coin Makeup là không phải hơn 0,3 đô á. Thì đầu tiên chúng ta muốn lấy được cái đồng này lại, chúng ta phải thêm cái đồng Edward này. Edward này vào cái watchlist ở trên Coin Makeup thì chúng ta nhấn vào đây. Đây, bây giờ giá của nó đang 0,3196 đô này. Chúng ta sau khi nhấn vào chỗ Coin Makeup này thì chúng ta nhấn vào đây, ngôi sao đây, để thêm vào watchlist của chúng ta. Rồi sau khi đã thêm thì chúng ta quay lại cái sự kiện. Tiếp theo đó là theo dõi Edward trên Twitter này. Chúng ta nhấn vào Twitter này, nhấn follow. Rồi sau khi đã follow thì chúng ta quay lại. Nó sẽ bảo là chúng ta retweet cái bài viết của nó với Coin Makeup đây, sự kiện của nó và tag ba người, tag ba người bạn của chúng ta đấy vào bài viết. Thì đây chính là bài viết của nó đấy. Chúng ta nhấn vào đây, cái bài viết đây thì chúng ta nhấn like vào.
Sigrid viết bài viết này, tám ba người vào. Này, là tám ba người vào. Rồi, những tweet. Ok, vậy là đã xong nhá. Xong thì chúng ta quay lại. Thì nó sẽ bảo chúng ta là zone vào cái nhóm của nó trên Telegram này, chúng ta nhấp vào nhé. Đây, nhấn zone group đây. Ok, đã zone xong. Giờ chúng ta quay lại. Quay lại cái chỗ làm AnderJob tiếp thì nó sẽ bảo là zone vào kênh trên Telegram tiếp, thì chúng ta nhấn vào. Ok, zone luôn. Ok, vậy rồi quay lại. Sau khi quay lại thì nó sẽ bảo tiếp theo là chúng ta tải và cài đặt Equal App của nó này trên trình duyệt của chúng ta nhé, trên trình duyệt máy tính nhé. Rồi chúng ta nhấn vào để tải và cài đặt nó. Đây, sau khi vào đây thì chúng ta nhấn Get Work. Ta thêm vào Chrome nhé. Thêm vào. Ở đây thì nếu mà chúng ta đã có cái ví của nó rồi đó, thì chúng ta nhấn vào đây nhé. Còn nếu mà chưa có thì tạo ví mới này, thì chúng ta nhấn vào đây. Tích dấu để nhấn đồng ý nhé. Ở đây là chọn giới tính này, tuổi này, thu nhập gia đình. Rồi chúng ta chờ tí nữa load này. Rồi sau khi ở đây chúng ta tích vào đây, nhập email của chúng ta muốn đăng ký nhé. Rồi chúng ta nhìn đây. Rồi chúng ta vào mail để lấy cái cò dê xác nhận nhé. Này, vào mail đây, copy lấy cái số này. Rồi, ok. Rồi chúng ta xem tiếp theo nó sẽ bảo gì nhé. Đây là mình cài rồi này. Này điền mail đăng ký điền rồi này. Sử dụng địa chỉ wallet là cái địa chỉ này. Địa chỉ chúng ta mới tạo là cái địa chỉ ví của chúng ta mới tạo này. Chúng ta nhấn sao chép ở đây nhé. Rồi cứ nhấn sao chép đi. Rồi chúng rồi bước thứ tư là nó sẽ bảo chúng ta là điền thông tin vào đây, điền thông tin vào cái sự kiện AnderJob của nó đây. Đây sự kiện của nó là còn 13 ngày 3 giờ đây. Chúng ta nhấn vào zone zip AnderJob đây nhá. Mấy cái này thì chúng ta đã làm rồi này, mà nó chưa hiện vậy thôi đấy. Làm rồi này. Có theo dõi coi make up ở trên YouTube thì khỏi cần đi. YouTube khỏi cần, còn cái zone coi make up
trên kênh Telegram Zone luôn. Zone Channel. Này cũng làm rồi, thì tuyết cũng làm rồi này. Rồi vậy là được rồi ạ. Bây giờ là chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ạ, địa chỉ chúng ta vừa lấy ở đây này, chính là cái địa chỉ của cái ví chúng ta mới tạo này. Chúng ta nhập vào đây, đánh lên đây. Ở đây là chúng nó sẽ hỏi cái tin Twitter của chúng ta là gì ạ. Thì ở đây các bạn điền username cũng được này, hoặc là lấy vào tin Twitter này và profile này. Đây có hẳn cái đường link này gửi nó này, dán vào. Và Telegram của chúng ta là gì này, ta vào chỗ phần setting như này, edit vào số file này, nhưng mà cái chỗ này nhấn chuột vào đây để lấy luôn hẳn cái link Telegram của chúng ta này, nhấn vào là tự copy đấy. Rồi sang đây, ở đây nó sẽ bảo cái link chúng ta di tích cái bài viết trên từ quý tư của nó này, là link như này, lấy cái link nó này. Chúng ta vào đây, vào cái bờ dầu file mình nhé, nhưng vào cái mục tweet và zip link này. Đây chính là cái bài viết chúng ta vừa tag ba người và di tích bài viết của nó này. Chúng ta nhấn vào cái mũi tên chia sẻ này, copy lấy cái link này này. Chúng ta dán ở đây. Rồi đây chúng ở cái bước này thì chúng ta cứ tích vào mấy cái này hết đi nhé. Rồi chúng ta dồn analog. Rồi như thế là chúng ta đã làm thành công đó. Và đến ngày 30 á, ngày 30 tháng 12 á, là nó sẽ trả token cho những ai mà may mắn được trúng đó. Thì, nếu mà trúng lại thì các bạn có thể lên sàn ạ, lên sàn này bán luôn này, cũng có tiền này. Có sàn KuCoin này, KT này, MEXC này, lên ba sàn này bán này. Rồi chúc các bạn thành công và trúng cái anaerobe này nhé.